Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chúng ta sẽ đi ra ngoài khỏi phạm vi của Việt Nam để chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Trong cái trường hợp này thì tôi cũng muốn nói với quý vị và các bạn là những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Mà các bạn biết rồi, trong cái quá trình sinh sống làm việc thì chắc chắn có những phát sinh mâu thuẫn và kiện tụng thì như thế nào. Và khi mà kiện tụng ở Việt Nam thì áp dụng biện pháp sẽ sử dụng bản án của hay là quyết định của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, tôi không biết. Nhưng riêng cái bản án của nước ngoài, có cái phán quyết của nước ngoài sử dụng ở Việt Nam như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tham khảo qua cái ý kiến của các chuyên gia, quý vị và các bạn nhé. Bài này tôi lấy từ một cái bài báo: vụ siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện muốn thi hành phải được công nhận. Đó là một cái bản án ở Mỹ, bây giờ muốn thi hành tại Việt Nam thì chúng ta phải có những cái thủ tục nào. Thì sau khi nghiên cứu thì tôi cho rằng là có rất là nhiều vấn đề mà cho tới hiện tại còn những cái khúc mắc. Thôi thì thông qua cái bài báo này tôi cũng muốn tặng đến quý vị và các bạn thông qua cái lăng kính của một người báo là anh Nguyên Tấn. Vụ kiện ông Nguyễn Đức An, Việt Kiều Mỹ mới đây kiện vợ cũ của mình, người mẫu là Ngọc Thúy, đòi tài sản trị giá là 288 tỷ đồng, đặt ra một số vấn đề thú vị. Bản án của Tòa án Hoa Kỳ có phán quyết những tài sản ấy là sở hữu của ông An, nhưng vì sao bản án này vẫn phải kiện tại Tòa án Việt Nam? Hồi nãy tôi đưa ra một cái ví dụ đó, bản án đã được phán quyết, tức là đã có một cái bản án ở Hoa Kỳ rồi, tuy nhiên khi thi hành án ở Việt Nam thì mình bị tắc, phải được công nhận. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, bất kỳ một bản án hay quyết định dân sự của cơ quan tài phán nước ngoài muốn có hiệu lực tại Việt Nam phải được tòa án có thẩm quyền của Việt Nam công nhận và cho thi hành. Thứ nhất, công nhận đã rồi cho thi hành. Tòa án Việt Nam sẽ tiến hành việc công nhận trong trường hợp bản án quyết định của tòa án nước mà Việt Nam và nước đó có ký hiệp định tương trợ tư pháp. Ngoài ra, việc công nhận cũng có thể được xem xét trên cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi nước đó ký hiệp định tương trợ tư pháp hay chưa. Thì, trong cái vấn đề mà cái bản án ở nước ngoài, nếu như trong trường hợp đem công nhận và cho thi hành ở Việt Nam thì đặc biệt là hai cái chủ thể, hai cái thẩm quyền quốc gia phải có một cái nguyên tắc gọi là tương trợ tư pháp, ký hiệp định tương trợ tư pháp nha các bạn nha. Hiện nay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, do đó bản án ly hôn liên quan đến tài sản tại Việt Nam giữa người mẫu Ngọc Thúy và ông Nguyễn Đức An là Việt Kiều Mỹ của Tòa án Hoa Kỳ muốn được công nhận phải được xem xét trên cơ sở có đi có lại. Có đi có lại tức là họ coi bản án quyết định nào của Tòa án Việt Nam thì Hoa Kỳ công nhận đã thi hành hay chưa, nếu có rồi thì sẽ tiến hành công nhận và thi hành. Một thẩm phán tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực tế đã có một số bản án quyết định của Tòa án Hoa Kỳ được công nhận và cho thi hành Việt Nam. Vì vậy, nếu mang yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận thì khả năng sẽ được Tòa án xem xét. Vậy tại sao phải kiện? Thưa quý vị và các bạn, hồi nãy tôi đã phân tích rồi, một cái bản án nếu được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam thì phải có cái việc giữa cái nước mà đã có cái quyết định đó và Việt Nam phải có hiệp định tương trợ tư pháp, và với cái số tiền là 288 tỷ ở nước ngoài này, ở Việt Nam ông Việt Kiều Mỹ lại phải tiếp tục kiện. Vậy tại sao phải kiện? Tuy nhiên, để bản án quyết định được công nhận thì còn phải đảm bảo một số nguyên tắc như không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam,
vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử chuyên biệt của Tòa án Việt Nam. Theo Điều 411 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, vụ án dân sự có liên quan đến quyền đối với bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền chuyên biệt của Tòa án Việt Nam. Như vậy, phán quyết liên quan đến tài sản là nhà và đất Việt Nam giữa người mẫu Ngọc Thúy và ông Nguyễn Đức An là Việt Kiều Mỹ của Tòa án Hoa Kỳ sẽ không thể được công nhận và cho thi hành vì những tài sản trên thuộc thẩm quyền xét xử chuyên biệt của Tòa án Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định thì người nước ngoài không được đứng tên hay sở hữu bất động sản ngoại trừ một số một trong bốn cái trường hợp cụ thể là có công với cách mạng, được về Việt Nam đầu tư lâu dài, có quốc tịch Việt Nam, và một cái trường hợp là có những cái đóng góp cho cái công cuộc về những cái lĩnh vực Việt Nam, thì những người này sẽ được sở hữu một cái căn hộ. Và dĩ nhiên quy định của pháp luật Việt Nam như vậy để hạn chế đến mức thấp nhất cái đất đai của Việt Nam sẽ được bán cho nước ngoài. Và theo cái quy định như vậy thì những cái bản án liên quan tới bất động sản ở Việt Nam sẽ không được của tòa án nước ngoài sẽ không được thi hành tại Việt Nam. Tại vì Việt Nam nói rằng là nếu trong trường hợp đi kiện mà ngay cả người Việt Kiều đi kiện nữa thì Việt Nam mình cũng chỉ được hưởng bằng giá trị thôi ạ. Hơn nữa, theo quy định của pháp luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân, thế nên tòa án Hoa Kỳ tuyên những tài sản ấy là sở hữu của ông Nguyễn Đức An thì bản án đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, tức là sẽ không được cho thi hành và công nhận. Đây có thể là lý do buộc ông An phải khởi kiện một vụ án độc lập để yêu cầu tòa án Việt Nam xác định quyền đối với tài sản của mình tại Việt Nam. Một thẩm phán của Tòa án Nhân dân cho rằng ông An hoàn toàn có quyền khởi kiện bất cứ lúc nào, chứ không bắt buộc phải làm thủ tục công nhận và cho thi hành bản án xong, không được thì mới khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì trong trường hợp quý vị và các bạn là người nước ngoài đã có một cái bản án dân sự, kinh doanh thương mại gì đó, muốn thi hành ở Việt Nam thì phải đem về Việt Nam nếu trong trường hợp quốc gia mà quý vị và các bạn tuyên án đó với Việt Nam có hiệp định tương trợ tư pháp thì chúng ta rất là dễ. Còn nếu như trong trường hợp không có ở quyết định tương trợ tư pháp thì chúng ta sẽ đi bằng có hai con đường. Đường thứ nhất là các bạn biết làm gì không? Con đường thứ nhất là chúng ta sẽ đi bằng con đường cho thi hành và công nhận trước và cho thi hành. Cái thứ hai nữa là sẽ khởi kiện lại. Trong cái vụ tranh chấp liên quan đến bất động sản thì phải khởi kiện lại. Thưa quý vị và các bạn, đây là phần số 1 mà luật sư muốn gửi đến quý vị và các bạn. Dĩ nhiên nó sẽ có phần thứ 2 để giúp cho cái việc đọc cái văn bản đỡ phải khô khan nhàm chán. Đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới và bản thân tôi thì có một cái vụ kiện liên quan đến một cái bản án đang ở nước ngoài có được thi hành và công nhận và cho thi hành ở Việt Nam hay không. Tôi cũng đang trong từng bước giúp khách hàng của tôi làm cái việc này. Các bạn tiếp tục xem phần 2 cho thi hành bản án ở Việt Nam hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.